Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến cái hay cái đẹp của nghệ thuật chèo thì ngoài những làn điệu, trích đoạn, vở diễn cổ, chúng ta cũng phải nói đến những tiết mục được các soạn giả viết lời dựa trên giai điệu, tiết tấu của những làn điệu chèo cổ. Những bài soạn lời mới này có ý nghĩa phát huy, gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật chèo cũng như phản ánh cuộc sống mới của đất nước và nhân dân Việt Nam ta hiện nay. Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui khi tiếp tục nhận được những bài viết lời mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền, trong đó chiếm số lượng lớn là các tiết mục hát chèo. Nội dung mà các soạn giả chọn để viết cũng khá phong phú và đa dạng. Từ những tiết mục ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước Việt Nam tươi đẹp cho đến những địa danh thân yêu, công cha nghĩa mẹ và tình yêu đôi lứa. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục hát chèo mới thu thanh vừa qua. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài Em là cô gái phát thanh, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh, viết theo điệu hát cách, nghệ sĩ Đăng Kiên và top nam nữ cùng trình bày. Em là cô gái phát thanh, từ trong gian khó cùng anh vững vàng, giữ cho tiếng nói Việt Nam, hồn thiêng sông núi, ngân vang khắp miền. Từ núi cao tới bưng biển, Trường Sơn mây phủ, vùng biên gió gào. Miền Trung cát trắng ơi, nắng đi Lào, chưa đi xa Trường Sa ấy, gọi mà để xôn xao. Ấm vang tiếng nói Việt Nam bốn mùa. Thời là nhọc nhằn, thời chẳng đi qua, sớm thì chưa. Nhọc nhằn chẳng qua ơi, sớm đi chưa đi, viết đi bài, viết bài giảng, dựng mà để nắng mưa quán gì. Thời là thương đi ai, thương ai, thời dậy sớm, thức đi khuya. Ánh điện sông Đà về với Y Ali, cùng thác mơ cũng chẳng quản gì, bắp đập ngăn sông khơi dòng điện xa. Cầu khe dáng nối đôi bờ im bóng, bao công trình lộng lẫy nguy nga, bè bạn gần xa luôn đến thăm ta, tình hữu nghị đậm đà hương sắc. Thật thà xứng đáng Việt Nam dân tộc anh hùng, các cháu cũng đều là những bông hoa đẹp, góp vào lẵng hoa dâng Đảng Bác kính yêu.
Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo viết về Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Chương trình do biên tập viên Bảo Quyên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có một số thay đổi như sau. Các chương trình dân ca trên sóng VOV1, 23:30 thứ ba, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca. Các chương trình dân ca trên sóng VOV2, từ 9:05 tới 10:00 thứ hai, chương trình 8 Mai Văn Lạn, 8 chuyện dân ca. Từ 9:05 đến 10:00 thứ ba, chương trình Nhịp cầu dân ca. Từ 9:05 tới 10:00 thứ tư, chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 9:05 tới 10:00 thứ năm, chương trình Ca cải lương. Từ 9:05 tới 10:00 thứ sáu, chương trình Ơn nghĩa sinh thành. Từ 9:05 tới 10:00 thứ bảy, chương trình Hát chèo. Từ 9:05 tới 10:00 sáng chủ nhật, chương trình Dân ca các miền lời mới. Từ 12:35 đến 13:00 thứ hai, chương trình Dân ca các dân tộc thiểu số. Từ 12:35 tới 13:00 thứ ba, tuần 1, giới thiệu đoàn nghệ thuật dân tộc. Tuần 2, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Tuần 3, khúc hát những miền quê. Tuần 4, câu lạc bộ hài dân gian. Từ 12:35 tới 13:00 thứ tư, chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 12:35 đến 13:00 thứ năm, chương trình Bạn trẻ với dân ca. Từ 12:35 tới 13:00 thứ sáu, chương trình dân ca các miền lời cổ. Từ 12:35 đến 13:00 thứ bảy, chương trình Ca cải lương. Từ 12:35 tới 13:00 chủ nhật, chương trình Hát chèo. Từ 23:15 đến 23:58 ngày chủ nhật, chương trình dân ca các miền lời cổ. Các chương trình dân ca trên sóng VOV3. Từ 11:00 đến 12:00 thứ hai, chương trình Nhịp cầu dân ca. Từ 11:00 tới 12:00 thứ ba, chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 11:00 đến 12:00 thứ tư, chương trình Ơn nghĩa sinh thành. Từ 11:00 tới 12:00 thứ năm, chương trình Hát chèo. Từ 11:00 tới 12:00 thứ sáu, chương trình Phương Nam yêu thương, ca cải lương. Từ 11:00 tới 12:00 thứ bảy, phần 1, qua miền di sản dân ca. Phần 2, tuần 1, chương trình giới thiệu đoàn nghệ thuật dân tộc. Tuần thứ hai, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Tuần 3, chương trình khúc hát những miền quê. Và tuần 4, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Từ 11:00 tới 12:00 chủ nhật, chương trình 80 văn lạc, 8 chuyện dân ca. Từ 15:05 đến 16:00 thứ hai, chương trình dân ca các miền lời cổ. Từ 15:05 tới 16:00 thứ ba, chương trình 80 văn lạc, 8 chuyện dân ca. Từ 15:05 đến 16:00 thứ tư, chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 15:05 tới 16:00 thứ năm, chương trình nhịp cầu dân ca. Từ 15:05 tới 16:00 thứ sáu, phần 1, chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Phần 2, cung đàn quê hương. Từ 15:00 đến 16:00 thứ bảy, chương trình ơn nghĩa sinh thành. Từ 15:00 tới 16:00 ngày chủ nhật, phần 1, chương trình bạn trẻ với dân ca. Phần 2, chương trình khách mời dân ca. Vừa rồi là các chương trình dân ca phát trên khung sóng mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên các kênh sóng VOV1, VOV2 và VOV3. Kính mời quý vị khán thính giả quan tâm và lắng nghe.